Thưa quý vị và cả bạn, trong những năm trở lại đây, Quảng Bình nổi lên là một điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Tờ The New York Times Mỹ đã bình chọn Quảng Bình Việt Nam đứng thứ 8 trong top 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới và đứng thứ nhất trong 12 điểm đến của châu Á. Có được vị trí ấn tượng đó, ngoài tiềm năng và thế mạnh, thì việc Quảng Bình xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch độc đáo là yếu tố hàng đầu để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Quảng Bình. Quảng Bình, mảnh đất địa linh nhân kiệt, một vùng đất đầy nắng gió được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp, nổi tiếng thế giới như Đồng Phong Nha, Thiên Đường, Sơn Đồng. Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi, có rừng, biển, sông và nhiều cảnh quan đẹp. Với chiều dài dọc bờ biển trên 116 km, có nhiều bãi tắm đẹp như Vũng Chua, Đảo Yến, Đá Nhảy, Biển Nhật Lệ, Hải Ninh. Đặc biệt, Quảng Bình có di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, với giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, với nhiều hang động tuyệt đẹp, kỳ vĩ nhất thế giới, như Đồng Phong Nha, Hang Tiên Sơn, Hang Sơn Đồng, Hang Tối, Hang Én, Hang Vòng, nơi chứa đựng các giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tự nhiên. Tờ The New York Times Mỹ đã bình chọn Quảng Bình, Việt Nam đứng thứ 8 trong top 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới và đứng thứ nhất trong 12 điểm đến của châu Á. Bên cạnh đó, Quảng Bình có nhiều di tích lịch sử cách mạng như đường Trường Sơn huyền thoại, cổng trời Khe Gác, hang Tảm Cô, Phà Xuân Sơn, Long Đài, Quản Hầu, ngã tư Thạch Bàn. Quảng Bình là vùng đất giao thoa văn hóa của hai miền Nam Bắc. Trong lịch sử hình thành đấu tranh dựng nước và giữ nước, Quảng Bình còn lưu giữ được nhiều di tích văn hóa lịch sử. Nơi đây đã sinh ra nhiều vị danh nhân anh hùng nổi tiếng về cuộc đời và sự nghiệp, đã góp phần làm thay đổi diện mạo lịch sử đất nước, như Thượng Đẳng Thần Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công đi mở cõi đất phương Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều người con ưu tú khác đã góp phần làm nên mảnh đất Quảng Bình địa linh nhân kiệt. Với thế mạnh đó, trong những năm qua, Quảng Bình đã phát triển nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế đến với Quảng Bình. Quảng Bình có bờ biển dài trên 116 km, với nhiều bãi tắm đẹp như Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú, Vũng Chua, Đảo Yến, Hải Ninh, là địa chỉ du lịch biển thú vị của miền Trung. Với biển xanh cát trắng, nắng vàng và nhiều dịch vụ du lịch biển hấp dẫn như trượt cát, thả diều, dù lượn, lướt cano trên sóng biển, bãi biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình được bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Bên cạnh du lịch biển, Quảng Bình đang phát triển đa dạng các hoạt động và sản phẩm du lịch khác như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch trên sông, du lịch mạo hiểm với nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó nổi bật là du lịch khám phá, thám hiểm hang động. Là quê hương của di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, được mệnh danh là vương quốc hang động. Với những giá trị nổi bật về sinh học, địa chất, Phong Nha Kẻ Bàng chứa tới hơn 1.000 hang động lớn nhỏ. Trong đó mới chỉ có khoảng 350 hang động đã được khảo sát. Trải qua cả trăm triệu năm kiến tạo hình thành, hệ thống thạch nhũ lộng lẫy kỳ ảo cùng các loài động vật, thực vật quý hiếm được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Bí ẩn và tráng lệ, có thể nói tour khám phá hang động chính là thế mạnh đặc trưng hàng đầu của du lịch Quảng Bình. Hang động ở đây rất đẹp, vẻ đẹp của thiên nhiên, của núi non. Đặc biệt, Đồng Phong Nha có nhiều màu sắc hình dạng khác nhau, rất tuyệt. Sơn Đồng, hang động lớn và kỳ vĩ nhất hành tinh được phát hiện năm 2009, đáp ứng giấc mơ chinh phục của cộng đồng đam mê du lịch thám hiểm trên khắp thế giới, đồng thời thu hút đông đảo giới khoa học. Ngoài ra có nhiều tour tuyển hang động phù hợp mọi điều kiện thể chất và tài chính của du khách, như hang Én, hang Tối, hang Ba Nước Nứt, hang Tủ Làn, Đồng Phong Nha, Đồng Thiên Đường.
uốn lượn xuyên dưới những tảng rừng là mang lưới sông suối còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, như sông Son, sông Chày hay suối nước Mọ, sẽ mang đến cho du khách những chuyến tu hành thơ mộng trên mặt nước. Một số sản phẩm du lịch hấp dẫn như đu dây zip line, chèo thuyền kayak, leo núi, vượt thác, tổ chức trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã thu hút một lượng lớn khách du lịch, nhất là khách quốc tế. Trước hết là chúng tôi phải tăng cường cái chất lượng phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng đông và tạo ra cái cách phục vụ là chuyên nghiệp để mà phục vụ du khách ngày càng tốt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là tăng cường các cái chiến dịch xúc tiến quảng bá ở trong và ngoài nước, đặc biệt các thị trường trọng điểm mà chúng tôi đang hướng tới như ở châu Âu, rồi Mỹ, Canada, rồi thì Úc và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng tạo nên các cái sản phẩm du lịch dịch vụ ở các cái tuyến điểm du lịch mà chúng tôi quản lý. Như vậy thì với các cái sản phẩm du lịch và như vậy thì và cái chiến dịch xúc tiến quảng bá thì chúng tôi hy vọng rằng là khách ngày càng đến Phong Nha Kẻ Bàng và các tuyến điểm thì chúng tôi ngày càng được. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chùa Mẹ Đất Osalis là một trong những công ty tiên phong trên lĩnh vực du lịch mạo hiểm khám phá hang động. Sau thành công của tour du lịch thám hiểm hang Ẻn và Sơn Đồng, công ty Chùa Mẹ Đất đã mở rộng phát triển hai sản phẩm mới, đó là thử thách Cửu Lan và truyền khám phá hang Ba. Tham gia tour thử thách Cửu Lan, du khách có cơ hội khám phá bản thân, vượt qua chính mình với những hoạt động phiêu lưu mạo hiểm như đua thuyền độc mộc, vượt thác, chạy bộ qua những cánh đồng, rừng, đồi núi, bơi qua những dòng sông ngầm bên trong hang động, đồng thời được chiêm ngưỡng cảnh đẹp hoang sơ của các hang động, thung lũng. Thử thách Cửu Lan đã mang đến một cách thức làm du lịch hoàn toàn mới mẻ và độc đáo, không còn là những chuyến tham quan đơn thuần. Trong hành trình chinh phục này, du khách, nhất là những người trẻ, thực sự được hòa mình vào công cuộc khám phá thiên nhiên kỳ vĩ, có được trải nghiệm riêng và nhất là góp một phần công sức cho cộng đồng thông qua hoạt động thiện nguyện. Hiện tại thì Osalis đang cố gắng phát huy những cái tiềm năng đang có, những cái sản phẩm đang có của Osalis, đảm bảo chất lượng của những cái tour tuyến đấy. Đồng thời Osalis đang cố mở rộng thêm cái dịch vụ sản phẩm hoạt động nhóm, và tiêu biểu đó là cái chương trình Cửu Lan Race được tổ chức hàng năm, đồng thời là góp phần gây quỹ để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo ở Tân Hóa xây dựng nhà nổi để chống lũ. Đồng ngoài chương trình thử thách Cửu Lan thì Osalis còn có các chương trình team building, các hoạt động nhóm, đồng thời là các hoạt động sinh tồn để tăng tính kết nối của nhân viên của công ty đoàn thể. Thì thông qua cái mô hình này thì Osalis muốn là tạo nhiều cái sản phẩm hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng, để khi mà khách hàng tới với Phong Nha đến với Quảng Bình thì họ sẽ ở lại và sử dụng dịch vụ ở đây nhiều hơn. Team building, một loại hình du lịch mới đang được Osalis triển khai, hứa hẹn sẽ là nhân tố bùng nổ cho phát triển du lịch. Chương trình là sự kết hợp giữa các hoạt động dã ngoại và khám phá hang động, được xây dựng và thiết kế dành riêng cho một cơ quan đơn vị doanh nghiệp với mục đích gắn kết các thành viên trong một tập thể lớn. Một số điểm đến ấn tượng hấp dẫn được đưa vào hành trình góp phần tạo điểm nhấn như hang chuột, hang tổ mộ, thung lũng Laken, các điểm quay phim King Kong của Hollywood. Không chỉ riêng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chùa Mẹ Đất Osalis, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Quảng Bình cũng đang nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch mới. Hiện nay, Chai Lập Farmstay cũng đang tạo điểm nhấn cho du khách với chất lượng nghỉ dưỡng cao, nhiều hoạt động vui chơi giải trí thể thao kết hợp, mang lại những trải nghiệm thú vị và giàu bản sắc địa phương. Bên cạnh đó, du lịch tâm linh về nguồn cũng là một ưu thế của Quảng Bình với các di tích lịch sử cách mạng như đường Hồ Chí Minh, hang Tạm Cô, sông Danh, Phà Long Đài, Lũy Thầy, bến đò Mẹ Suốt, vũng chùa Đạo Yến là nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa địa phương với nhiều màu sắc cũng là một điểm nhấn của du lịch Quảng Bình, vốn nằm trong vùng đất giao thoa nhiều vùng văn hóa khác nhau, miền núi và miền biển, phương Đông và phương Tây.
Hàng năm có hàng trăm lễ hội lớn nhỏ mang đặc trưng của các làng chài hoặc của các tộc người thiểu số như Vân Kiều, Ma Cong. Hứa hẹn là những trải nghiệm độc đáo đầy nhân văn cho du khách. Trước hết là khâu quy hoạch, thứ hai là cái khâu tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khảo sát, lập dự án. Đối du lịch, vấn đề quan trọng là vấn đề ý tưởng. Từ ý tưởng bắt đầu được biến thành các sản phẩm thì qua nhiều giai đoạn, rồi là chúng tôi kết nối với các cái ngân hàng thương mại để ngoài việc là triển khai các ý tưởng thành dự án và kết hợp với tài trợ vốn và đào tạo nhân lực, thì như vậy để xây dựng một cái và cung cấp nghiên cứu thị trường, cung cấp cái lượng khách và cái nhu cầu thị hiếu của khách du lịch cho các doanh nghiệp để đầu tư một cách đúng hướng, một cách bài bản, chuyên nghiệp và có hiệu quả. Để du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Bình, bên cạnh sự nỗ lực hỗ trợ của chính quyền cả cấp, mỗi một đơn vị kinh doanh du lịch đều phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tư duy, xây dựng thành công các sản phẩm du lịch mới, tạo sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, các sản phẩm mới này vẫn phải vừa đảm bảo các tiêu chí chuẩn mực đặt ra, vừa phù hợp với tiềm năng sẵn có của địa phương, và nhất là cần có sự kết nối với nhau, tạo sự phối kết hợp giữa các đơn vị liên quan để mang lại kết quả tốt nhất. Với một vùng đất đầy dấu ấn lịch sử, cùng những nét văn hóa truyền thống độc đáo và nhiều cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, Quảng Bình đã và đang trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn nhất hành tinh, thu hút